Năm 2019 thì mình được lãnh sự quán Hà Lan ở thành phố Hồ Chí Minh thông báo là họ mời mình theo ngân sách của Bộ Ngoại giao Hà Lan đi qua Hà Lan Anh tham này quan thực đoàn tế phóng viên đã dịch về ra đi cuộc sống rồi chơi sự phát triển về công nghệ ở Hà Lan. Chuyến đi thì rất là chặt về cái lịch trình, tụi mình làm việc suốt ngày luôn. Tới đêm về đến khách sạn thì mệt quá trời rồi. Đến ngày cuối cùng thì may quá, tại vì có một anh ở Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan, ảnh biết tụi mình không được chơi gì hết, cho nên ảnh có nói là ok để ảnh có thể chở lên Amsterdam vì đằng nào tụi mình cũng bay về Việt Nam đó. Nói thiệt là lúc tới cái làng này, mình không biết cái tên nó đọc sao luôn á. Tên là Zanzichan trong tiếng Hà Lan. Đây không thực sự là một cái làng cổ. Nó có vẻ cổ kính nhưng mà là người ta phục dựng và đưa những cái cối xay gió về đây để tái hiện một cái bối cảnh nông thôn thanh bình của Hà Lan thời xưa. Có thể là vì nơi này rất là gần Amsterdam mà du khách Việt Nam mình đến đây thì thường hay đến Amsterdam lắm, nên họ rất là hay đến làng này. Thực tế là mình có được Bộ Ngoại giao Hà Lan dắt đi một cái làng khác cổ kính hơn và nó thật hơn dữ lắm. Đối với mình thì cái làng này hơi du lịch quá. Mình thấy tư duy thực tiễn của người Hà Lan thể hiện rất rõ qua cánh cửa này. Ở dưới có thể đóng lại, ở trên có thể mở ra để gió và không khí vào rất thông thoáng. Ở làng thì các bạn có thể tham quan người ta làm phô mai, tham quan người ta làm giày gỗ truyền thống của Hà Lan và có thể đi vào trong những cái cối xay gió để tham quan nó bên trong. Tuy nhiên, theo mình thì không cần thiết lắm vì bên trong như thế này đây. Mình để làm những cối xay gió này thì cần có những người kỹ sư chuyên môn về cối xay gió thật sự. Thế hệ kỹ sư này thì bây giờ đã lớn tuổi và ngày càng ít, thì Hà Lan đang đào tạo lại. Nó có cái bánh răng thật là to, bởi vì chức năng của cối xay gió ngày xưa là để bơm nước thoát ra khỏi cái vùng trũng của Hà Lan đó, nên rất là cần nhiều năng lượng. Bên trong cối xay gió thì người Hà Lan sống bình thường, sinh hoạt bình thường, dù nó hơi nhỏ và chật một tí nhưng mà rất là thoải mái. Tại thời điểm mà du lịch bình thường thì nơi đây khá là đông khách và nó cũng khá là thương mại và phổ biến quá đó, nên là mình thích thôi chứ cũng không phải là thích thật nhiều. Chỉ có 45 phút ở đây thôi nên tụi mình cũng gọi là tham quan cưỡi ngựa xem hoa thôi. Các bạn có thể khám phá sâu thêm trong vòng một buổi. Để mà đi vô làng Zanzichan này tham quan thì là không có tốn tiền vé nha các bạn. Chỉ khi nào mà mình vô trong cái cối xay gió, mình đi vô trong bảo tàng thì sẽ có tốn tiền vé. Còn nếu như mà đi lang thang rồi ngắm cảnh vật bên ngoài thì không tốn tiền. Ngoài ra thì đối với các con vật ở đây á, các bạn không nên cho nó ăn, vì người ta tha thiết đề nghị mình là đừng có làm như vậy. Du khách hay cho nó ăn bánh mì nhiều quá mà các con vật này bị bội thật luôn. Cảm nhận sơ của mình là Hà Lan khá là nhỏ, đi xe lửa, đi xe buýt thì đều đến nơi hết. Mình tới đây là do bên anh bạn lái xe chở tới, nhưng mà mình biết là có xe buýt và xe lửa đến đây nên là các bạn đừng có lo lắng. Chỉ cần lên mạng thì mình thấy rất nhiều các bạn đi du lịch đã chia sẻ kinh nghiệm cách làm sao để đến nơi này rồi. Cho nên là nếu mà tự đi du lịch thì các bạn hoàn toàn có thể tìm được đường để đến đây, không có gì khó hết. Thôi bây giờ tất cả mọi người phải đi về rồi. Bốn mươi lăm phút, chủ yếu là